Vâng, xin chào các bác. Em khui hàng ra đây. Đây thì nó có một cái đoạn dây nối tiếp này của hàng Nhật này, rất là xịn nhá. Đấy. Rất là dây này, các bác nhìn này. Đấy, đây tay em hơi là bẩn một chút tại vì em vừa khui ra mà. Bóc kiện hàng xem có gì he hay không. Này, các bác nhìn này, cái JB này. Rất là dày dặn và mềm nhá, tức là nhiều cái nó to nhưng mà nó cứng, còn con dây này các bác nhìn. Cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Này. Đấy, đây. Đấy, để phục vụ cho những bác nào mà thích kiểu mà cần AV dài, đây này, con này rất là hay nhá. Nó có cái này, các bác nhìn này. Nó kẹp này, đấy, để nó khống chế dây. Đấy, các bác chuyển đây để khống chế dây này. Đấy, để không cho bị tước, nó tước rời ra ấy. Đấy. Rất là hay. Hai đầu đều có khống chế dây nhá. Đây, hai đầu đều có cái khống chế này. Đấy. Này, đây là một cái bộ dây nối tiếp này. Đấy. Ba đầu này, này gồm có trắng đỏ và vàng. Đây, các bác nhìn này, những cái dây của Nhật nó làm rất là xịn nhá. Đấy, nó còn có ở cái nhựa bọc ra tận cái đầu ngoài để nó không cho bị gãy chân. Đấy, nó khống chế không cho gãy chân. Đấy. Thích nhất là cầm ở những cái dây con này, nó độ đàn hồi của nó rất là tốt này, nó độ đàn hồi rất là tốt. Cái dây này nó dài đâu đó khoảng 2 mét các bạn nhá, khoảng khoảng 2 mét. Đây để thử tháo xem nào. Nó khoảng 2 mét các bạn. Nhìn này là đã hình dung ra khoảng 2 mét rồi. Đấy. Được được, 2 mét các bạn. Tầm đâu đó khoảng 2 mét. Ok, thôi để em cuốn nó lại nhá. Đấy thì bác nào mà chốt dây này thì alo cho em nhá. Dây này thì để các bác là 180k nhá. Đấy, để các bác là 180k, hàng xịn của Nhật luôn. Đấy, độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đấy. 180k. Ok, thì bác nào mà chốt cái dây bãi xịn này thì alo cho em nhé. Và xin chào các bác.